Hôm nay chăn nuôi miền Tây có chuyến giao chim tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu cho cái trang trại của chú Ba ở Bạc Liêu. Trang trại rất là to khủng bố luôn. Mời các bạn đi tham quan cái trang trại của chú Ba. Mấy cỏ này là trồng để cho bò ăn chú Ba. Ra đây hả? Bò, đây là bò của chú Ba nuôi. Bò Pháp thì đây. Đây là tới trang trại của chú Ba nha. Rất lớn luôn, chạy quá trời lớn luôn. Đây là cái chuồng bò, chú Ba nuôi bò quá trời nhiều luôn. Bò nái là không có cần phải vô béo. Này, tới chuồng chim chỉ của mình giờ hôm nay cho chú Ba khoảng được hơn 500 con. Đây. Đây là chuồng nuôi chuẩn bị nuôi gùi đính đen. Hát nhạc cho chim chỉ nghe luôn. Sáng giờ mình đi xuyên màn đêm luôn để giao cho chú Ba cái mẻ chim này, 200 con máy và 100 con trống. Và cái giải bên kia thì mình giao hồi tuần trước cũng 200 con máy và 100 con trống. Chạy chú Ba rất là lớn. Đây là máng uống tự chế. Đây là cái máng ăn tự chế của chú Ba, rất là độc luôn. Này quay cho anh em nào học hỏi nha. Cái này khi mà con chim lại nó mổ thức ăn thì nó sẽ mổ vô thì nó sẽ chia ra thức ăn. Rất hay luôn. Quá trời hay luôn. Đây thức ăn mình đổi lên đây nha. Thức ăn đổi này. Mình xung quanh chuồng thì chú Ba dùng phân bò để nuôi chuồng quế. Cái này là có chuồng giống hả chú Ba? Mới di chuyển ra. Đây là cái mô hình trang trại của chú Ba ở tỉnh Bạc Liêu, rất lớn luôn. Mình nuôi mình giao chim cho chú Ba mà thấy cái chuồng thấy ngợp luôn, rất rộng lớn. Cái giải bên kia là mình giao hồi từng rồi nha. Từng rồi mình không có quay, nhưng mà từng này quay lại cho anh em xem cái trang trại rất là lớn. Bây giờ là số lượng là hơn 500 máy đẻ và 500 máy hậu bị. Và đây là đàn chim chỉ mình hậu bị từ 5 tháng tuổi cho lên mình giao cho chú Ba nha. Con nào nhỏ nhất cũng là 5 tháng tuổi cho lên. 5 tháng đến 5 tháng rưỡi tuổi rồi. Thích nhất là những cái máy ăn tự động vậy. Quá độc. Chim nó mổ, gà thức ăn. Lại nó mổ đây là gà thức ăn. Hay quá. Quá hay. Đây là chuồng quế.
quá trời cái trang trại lớn. Hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đồng trống.